Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Church & OG. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay một cái video giới thiệu với mọi người bad boy của mình. Đấy chính là máy Kido, máy đọc sách nha mọi người. Mọi người ơi, trước khi xem video, mình có một lời thỉnh cầu với mọi người. Đấy chính là mọi người làm ơn please đăng ký cái kênh YouTube của mình, cũng như là nhấn cái chuông ấy đó, để khi nào mà có video mới, hopefully là mình sẽ chăm ra video trong thời gian tới. Và máy Kindle của mình cũng đã mua 2 năm rồi, và mình mua ở bên Úc, và đây chính là tháng lương đầu tiên của mình trích ra một phần để mà mua cái máy Kindle này. Mình không nhớ giá cụ thể của nó như thế nào, nhưng có để mình search lại rồi, có gì mình để phần phía bên dưới cho mọi người nhá. Tầm 200 mấy đô Úc ấy, mình cũng không nhớ. Thôi mình không dám báo giá trước đâu, lỡ sai nữa thì mệt. Và nói trước với mọi người, cái cảm giác mà được đọc sách giấy này, được ngửi mùi giấy này, xong rồi lật từng trang, cảm giác lật từng trang như thế, xong rồi có cái bookmark, xong kiểu được sưu tập một đống sách. Nhưng với những cái số phận mà long đong, lận đận, xê dịch như mình thì mình không thể có cái thói quen sưu tập sách được. Bởi vì mình cũng chưa có nhà và mình cũng kiểu phải di chuyển nhà, phải chuyển nhà rất là nhiều lần ấy. Và video này không có quảng cáo nên các bạn yên tâm về cái mức độ uy tín của mình nhé. Và bây giờ mình sẽ show cho mọi người những cái lý do vì sao mình yêu thích cái máy đọc sách này. Thứ nhất đấy chính là đi đâu cũng có thể mang cả một tủ sách bên mình. Các bạn có thể nhét một đống sách vào trong cái máy Kindle của bạn cho đến suốt cuộc đời các bạn luôn. Và đặc biệt dành cho các bạn có lối sống minimalism, kiểu lối sống tối giản. Kiểu như mình chẳng hạn, mình phải đi thuê nhà rồi, mình cũng chưa có một cái máy ấm tình thương nào ổn định hết, nên là mình bắt buộc mình phải có một cái lối sống tối giản. Mình biết là bây giờ kiểu đang rất là trend cái việc mà mọi người trang trí phòng, trang trí nhà theo những cái sản phẩm home decor này, nó các kiểu, và những cái thứ rất là nhỏ như thế. Nhưng mình không hiểu sao với mình nó gọi là không độ trời chung ấy. Ok, kiểu rất là xinh như thế, nhưng mà trong đầu mình chỉ nghĩ ra một cái viễn cảnh là khi mình chuyển nhà thì mình sẽ vác những cái đồ đấy như thế nào thôi. Kiểu mình không hiểu sao đó. Nói chung là nó với trong đầu mình cũng may mắn là một cái gánh nặng vô hình đó, nên là mình rất sợ mua những cái đồ mà decor này là các kiểu như thế. Các bạn cứ tưởng tượng những cái cảnh mà chuyển nhà, thì khi các bạn có sách giấy thì các bạn phải đóng vào một cái thùng, rồi hoặc là có thể đăng lên bán, thanh lý, rồi pass lại sách cho những người khác, thì đó với mình nó hơi bị phức tạp. Và một điểm tiếp theo đấy chính là Kindle giúp các bạn có thể tập trung và cũng như là focus vào cái việc đọc sách của mình, bởi vì nó chỉ có một ứng dụng thôi, đấy chính là đọc sách, nên mình không thể bị sao nhãng bởi các yếu tố khác như là điện thoại, notification, thông báo, tin nhắn, rồi này nọ các kiểu đó. Thực ra thì mình nghèo, mình không có iPad nên mình mới nói như thế thôi, chứ kiểu nếu mà có iPad thì mình cũng đọc sách trên iPad maybe. Và đây chính là tính năng của những cái máy đọc sách này. Thực sự nó rất là đơn giản, kiểu như nó chỉ có một chức năng ấy, nên là các bạn chỉ cần ngồi một xíu mày mò các thứ là các bạn có thể dùng được cái máy đọc sách rồi. Máy Kindle sạc rất là nhanh, mình không nhớ thời gian cụ thể, nhưng mà cũng giống như điện thoại ấy, sạc một chút thì mình có thể dùng rất là nhiều ngày được. Nên các bạn khỏi lo cái phần mà nó nhanh hết pin hay là sạc có bị chai pin không. Đó, với mình thì mình chưa thấy có những cái vấn đề đấy xảy ra trong vòng 2 năm qua, và mình thấy rất là ok. Và có một cái điểm nữa là cái mặt phẳng này này, nó cái mặt bề mặt của cái máy đọc sách này, nó thiết kế làm khá giống với kiểu dạng giấy ấy, nên là các bạn có thể đọc đỡ bị đau mắt hơn, kiểu đỡ bị chói như kiểu iPad hay là màn hình máy tính điện tử hơn đó. Thì trong này các bạn cũng có thể dễ lướt qua lướt lại. Mình không hiểu sao nhưng mà cái cảm giác nhìn vào đây nó đỡ hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, nhức óc như là đọc cái bản PDF ở trên máy tính ấy, kiểu như thế.
nên rất là ok. Và có cái màn hình này có một cái kiểu thông minh, đấy chính là nó sẽ auto điều chỉnh theo kiểu sáng tối, kiểu buổi sáng mình đọc ở ngoài trời này nó các thứ thì nó sẽ kiểu sáng như thế này, còn buổi tối khi mà mình tắt đèn hết, khi mà các bạn có thói quen đọc sách vào ban đêm ấy, thì nó sẽ có một cái chế độ đọc sách ban đêm riêng đó, và mình có thể điều chỉnh ánh sáng này theo mức độ đậm nhạt, xong rồi chế độ máy bay, rồi phông chữ, có thay đổi phông chữ nữa thì các bạn và có cài đặt wifi ở trong này, cũng như là ngôn ngữ này. Và trong cái quá trình mà các bạn đọc sách thì các bạn cũng có thể nốt lại những cái câu mà kiểu đi vào lòng người, khắc cốt ghi tâm kiểu như thế, thì hoàn toàn các bạn có thể làm được ở trên Kindle. Trước đây mình cũng ghi chép lại, có một cái quyển sổ nhật ký ấy, xong rồi ghi lại những cái câu mà tâm đắc nhất của mình. Nhưng đến bây giờ thì mình đọc qua mình cũng kiểu ok. Và giá cả thì cũng tầm là 2 triệu mấy. Thực ra thì các bạn cũng mua chưa đến 10 quyển sách tiếng Anh thì các bạn đã có thể mua được cái máy Kindle này rồi. Bởi vì sách tiếng Anh mình mỗi khi vào nhà sách mình cảm thấy nó siêu đắt, không hiểu tại sao nó đắt như thế. Đó nên là lý do vì sao mình đầu tư một máy Kindle như thế này. Và các bạn có hai cách các bạn có thể tải sách vào Kindle. Thứ nhất đấy chính là mua trực tiếp ở trên Amazon, thì trong này có luôn, trong này có một cái store sách của Amazon luôn, nên các bạn có thể thoải mái mua ở trên này luôn. Đó có cái mục store này này, xong có cái mục Goodreads, xong có cái mục Goodreads này nữa, thì các bạn có thể đọc được review, xong rồi recommend những cái sách mà bạn đã lưu trên cái app Goodreads của các bạn. Trời ơi, đọc sao khó ấy. Đó, và có hai cách các bạn có thể tải sách đó. Một là kiểu tải cái bản PDF về máy tính, xong rồi truyền cái dây cáp qua đây. Đây có một cái dây cáp bé bé như thế này để mình có thể truyền qua truyền lại, truyền qua truyền lại đấy. Xong rồi có cái mục vocabulary builder nữa, kiểu dành cho những bạn nào kiểu đang học tiếng Anh, kiểu muốn xây dựng một kho tàng vocabulary khổng lồ này nó các kiểu, thì các bạn có thể vào cái mục này để học tiếng Anh luôn. Đó rất là tiện lợi, thì học everywhere, học everytime cũng đỡ đau mắt hơn rất nhiều các bạn. Thì trên này nó có cái mục update pin, rồi update giờ giấc này nó các kiểu, cũng ok la. Và khi mình tắt thì mình cũng nhấn vào cái nút này, có một cái nút ở đây, xong rồi nó sẽ, cái màn hình của nó như thế này, nó hơi bị hơi nhám nhám ấy, cũng rất là ok. Sau này có cái logo của Amazon, không biết các bạn có thấy không. Và vừa rồi là những cái review của mình về cái máy đọc sách Kindle Paperwhite, mình không nhớ mã lắm. Thì mình cũng chỉ muốn nói là mình recommend, mình khuyến khích mỗi người nên có một cái máy đọc sách nếu mà các bạn thực sự có một cái lối sống tối giản, xê dịch, và cũng như là các bạn muốn có một cái tủ sách bên mình every single time. Đó thì mình rất là recommend mọi người nên mua cái máy Kindle như thế này. Chắc ở Việt Nam cũng mua rất là nhiều trên Shopee, Lazada, Tiki. Mình được biết là cái mẫu Kindle này có rất là nhiều dòng và rất là nhiều tính năng khác nhau, có rất nhiều loại xịn hơn nữa, và có những cái tính năng mới, rồi có những cái loại cũng kiểu màu sắc khác nhau, và có những cái cover y như kiểu iPad hay là điện thoại luôn á. Và nói chung là cái cảm giác đọc sách giấy thì vẫn là đỉnh nhất thôi, vẫn là the best nhất thôi, nhưng mà mình cũng muốn recommend cho mọi người nên mua một cái máy Kindle thế thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như là nhấn like nếu các bạn thấy ok la, nếu đừng mà đừng có dislike nha, đừng nha, please, thank you. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của mình, và hy vọng sẽ gặp lại tất cả các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.